Anh ấy đang đứng ở ngay trước cửa hay gì cả nhà, không biết cái nhà mình thấy rõ hay không chứ Lê Chung thì thấy cũng không rõ cả nhà. Anh ơi, phải anh không vậy? Đó đó cả nhà, ở phía ngay cửa sổ đó cả nhà. Anh ơi, anh hay là chị vậy? Đi luôn cả nhà ơi. Anh đang ở đây nữa nha. Cho em hỏi phải anh hay là phải anh không ạ? Vậy là chị hả? Chị đúng không? Em chỉ hỏi để em biết xưng hô thôi. Vậy là chị hả? À, chị cả nhà ơi, chứ không phải anh. Thì bữa nay em có ghé đây, ghé trở lại đây đừng, em chủ yếu là cái cơ duyên đó chị. Thì em cũng có đem một số cái lễ cũng như là nhang đèn đến đây để em gửi lên chị á. Thì để em làm một cái bàn nghi thức cái rồi chị ra nhận giùm em nha. Rồi, chị gật đầu rồi nha. Dạ vâng. Lê Chung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Đầu video thì cho phép Lê Chung kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà cô chú anh chị ơi, để trở lại với những cái video mà Lê Chung chia sẻ với cả nhà mình về những cái căn nhà quan có nhiều cái câu chuyện tâm linh cũng như là những cái căn nhà quan có nhiều cái vong linh, thì hôm nay Lê Chung lại tiếp tục đến đây. Lê Chung quay trở lại cái căn nhà hôm bữa mà Lê Chung đã có ghé đây một lần rồi đó cả nhà. Thì Lê Chung ghé đây với một người anh cũng cùng làm chung cái nghề với Lê Chung hiện tại. Thì hai anh em ghé đây, lần đầu tiên ghé thì Lê Chung thấy ở trong căn nhà nó cũng khá là u ám cả nhà. Thì bữa hai anh em có ghé thì ở trong cái căn nhà cũng phát ra những cái tiếng động cũng khá là ghê rợn, và cũng như là có xuất hiện nhiều cái hình ảnh mập mờ đó. Nhưng mà bữa đó thì Lê Chung không có thấy rõ cả nhà. Thì hôm nay Lê Chung quyết định quay trở lại đây. Thứ nhất là mình sẽ quay trở lại đây để mình tìm hiểu rõ hơn về những cái hình ảnh cũng như là những cái điều bí ẩn ở trong căn nhà này. Cũng như là Lê Chung ghé lại đây, nếu mà chúng ta có cơ duyên để gặp một cái vong linh nào đó thì chúng ta sẽ thắp ba nén hương để mà dâng những cái bánh và nước mà Lê Chung hôm nay mang theo để cho cái vong linh ở trong nhà này dùng nha cả nhà. Thì trước khi bước vào căn nhà để mà chúng ta khám phá căn nhà này, thì cũng vẫn như thường lệ thì Lê Chung xin phép với cả nhà mình, Lê Chung sẽ khấn nguyện một cái câu chú để khi mà chúng ta bước vào trong căn nhà nó được an toàn hơn, cũng như là nó sẽ được nhiều may mắn hơn nha cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô các vị chư thần năm non bảy núi. Nam mô các vị vong linh gia chủ ở trong căn nhà này. Nam mô các vị vong linh của anh hôm trước mà Lê Chung có ghé. Thì hôm nay Lê Chung có quay trở lại đây với cái mục đích là để tìm kiếm và để gặp anh. Nếu mà anh có cần Lê Chung giúp cái gì thì Lê Chung sẽ giúp. Và cũng như thì hôm nay em quay trở lại đây, nếu cơ duyên của hai anh em mình có duyên với nhau thì em sẽ dâng lên anh một cái phần lễ để cho anh dùng, để cho anh được ấm lòng. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến vào trong căn nhà để mà mình tìm hiểu rõ hơn về những cái hình ảnh ở trong căn nhà này nha cả nhà. Thường là những căn nhà mà nó có những cái ổ mối như thế này là nó bỏ đi rất là lâu rồi nha cả nhà, mới có nha cả nhà. Anh ấy đang đứng ở ngay trước cửa hay gì cả nhà, không biết cả nhà mình thấy rõ hay không chứ Lê Chung thì thấy cũng không rõ cả nhà. Anh ơi, phải anh không vậy?
Anh ấy đang đứng ở phía trước cửa hay gì cả nhà. Không biết cái nhà mình thấy rõ không, chứ Lê Trung thì thấy cũng không có rõ cả nhà. Anh ơi, phải anh không dạ? Thục vô luôn rồi cả nhà. Để mình sẽ tiến vào trong và xem coi. Xem coi đó là cái gì nha cả nhà. Nói chung thì thấy cũng không có rõ, chỉ mập mờ thôi. Không thấy ta. Mới thì mình thấy ở ngay trước cửa nè cả nhà, nhưng mà khi đi vô lại không thấy cả nhà. Bên trong này thì theo như em nghĩ á, thì chắc có lẽ là cái người ở trong nhà ở đây thì bỏ đi cũng rất là lâu rồi cả nhà. Ở nhà mình thấy thì trong căn nhà thì toàn là rác rến. Cả nhà mình thấy thì toàn rác rến không à cả nhà. Đây có cái lỗ gì đây để mình chui qua xem thử. Đó đó cả nhà. Ở phía ngay cửa sổ đó cả nhà. Anh ơi, anh hay là chị vậy? Đi luôn rồi cả nhà ơi. Đó đó cả nhà. Ở phía ngay cửa sổ đó cả nhà. Anh ơi, anh hay là chị vậy? Luôn rồi cả nhà ơi. Sao mình hỏi mà không trả lời mà đi không ta? Nãy thì mình thấy ở đây nè cả nhà. Giờ phía sau này thấy cả nhà. Ngộ ta. Ở đây mới thức thì thấy ở ngay cái cửa này, rồi xong mình đi vô nhà thì lại quay qua đây. Bây giờ để mình đảo một vòng nữa cả nhà. Mà hiện tại giờ ở đâu? Bây giờ cái cục gì đang thui cả nhà ơi. Anh ơi, anh ơi, anh kỳ vậy ta, không trả lời phải vốn gì cho người ta. Nãy vô mình mở cửa, bây giờ đóng cửa luôn cả nhà. Nó bây giờ lú lú cục đang thua đó cả nhà. Cho hỏi phải anh không vậy? Hay là chị? Họ không trả lời mà lú 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 ra. Bực mình thiệt chứ. Có phía sau này không? Có mới thấy thực thị đây chạy đâu nhanh thiệt chứ. Đây nè cả nhà, đây nè, đâu chạy nữa rồi cả nhà ơi. Nói chung mở cái đèn sáng sáng xíu coi, mình tối không thấy đường đi ở đây, sợ rắn quá nhờ. Đây rậm rạp quá, con gì nó kêu quá chừng. Cả nhà mình thấy cây cối tùm, mình đi còn muốn khó nữa, cái này sao mà nhanh dữ không biết, quá trời lẹ luôn, mình không có được. Cây cối dây chặt chứ không nữa cả nhà, mình đi còn vướng lên vướng xuống, hay trời. Đây
cái nhà này có mấy cái cây to dữ lắm cả nhà. Cây này là mấy người ôm. Ở bên kia là phát tiếng động nữa. Để mình đi vòng một chút lại nha. Đi qua đường đó không được cả nhà. Cây cối không. Hình như là mình nghe nó ở đâu phía nhà dưới hay sao cả nhà. Giờ mình sẽ tiến thẳng ra ngoài luôn. Xem thử như thế nào. Đó cả nhà, cả nhà. 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 Mới thấy ở đây. Đó, đó. Đúng cái đầu là, đúng cái đầu. Anh ơi. Không phải anh à? Ôi, không trả lời mà cứ đi không ta. Đâu rồi? Đâu mục tiêu rồi? Đứng ngoài cửa này cái gì nữa cả nhà. Đó. Ủa. Không có. Mới thấy bóng giận giận nè. Kì ta. Mệt luôn. Không cho thấy cả nhà ơi. Lấp lửng không à. Mình ra phía nếu bên đây cả nhà. Cái nhà mình thấy cái đường này, như cái đường này là người ta mình lại đi rất là khó cả nhà. Đi chung đâu có đi qua mấy cái đường này được cả nhà. Nè, vậy sao đi? Mới thoáng cái mắt. Mà mình không có nhìn ra được là nam hay nữ luôn cả nhà. Thôi bây giờ. Đâu đây cái gì? Có ai không? À, anh đang ở đây nữa nha. Cho em hỏi phải anh hay là... Phải anh không ạ? À? Vậy là chị hả? Chị đúng không? Em chỉ hỏi để em biết xưng hô thôi. Vậy là chị hả? À, chị cả nhà ơi, chứ không phải anh. Thì bữa nay em có ghé đây, ghé trở lại đây đừng, em chủ yếu là cái cơ duyên đó chị. Thì em cũng có đem một số cái lễ cũng như là nhang đèn đến đây để em gửi lên chị á. Thì để em làm một cái bàn nghi thức cái rồi chị ra nhận giùm em nha. Chị gật đầu rồi nha. Bây giờ để mình đi vô trỏng luôn coi có thấy chị không nha cả nhà. Không có cái nhà. Kỳ đó. Có cái gì đâu. Chị mới đứng ở đây luôn đó cả nhà. Mình mới trò chuyện với chị là ngay đây cả nhà. Vậy là cái vong linh ở trong căn nhà này là vong linh nữ cả nhà. Đó thì như lúc nãy thì chị đứng đây nè. Đó, mình cũng có giao tiếp với chị một vài câu cả nhà. Thôi bây giờ để Lê Trung sẽ tìm một cái vị trí nào đó cho nó sạch sẽ như cả nhà. Rồi mình sẽ làm một cái nghi thức để mình gửi những cái đồ cúng lên cho chị nha. Thì ở đây Lê Trung thấy có cái bàn này cái này.
chắc có lẽ là mình sẽ đặt cái nghi thức trên đây luôn cho nó sạch sẽ cả nhà, cho chị dùng cho thoải mái cả nhà. Đây, bàn này cũng chắc chắn lắm cả nhà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái bàn này làm cái đặt cái nghi thức luôn cả nhà, để mình kiếm cái gì mình lau sơ cái bàn cả nhà. Giấy tờ sổ khám bệnh gì nè cả nhà. Rồi thì mình quét cái bàn cũng đã sơ tương đối lên sạch rồi đó nè. Bây giờ mình sẽ bày cái những cái vật cúng mình hôm nay mình đem ra đó. Theo cho mình cúng cho chị nha. Bữa nay là chị cũng đem theo nước nè, cái cuốn của chị. Linh này cũng có đem theo nước đèn cầy thế này. Này cũng đang bánh không cả nhà, nay không chạy đi chợ nữa, chỉ được có ít bánh thôi, mua được ít bánh, nãy ghé tiện tục quá, mua đỡ chứ giờ chết chiều kiếm không có cái trái cây nữa nha. Ở bữa nay thì cũng làm cái lễ đơn giản thôi, chị thử chủ yếu có lòng thành thôi. Nãy cũng có tiếp xúc với cái dông linh trong nhà cả nhà, thì cũng được biết là cái dông linh trong nhà này là nữ cả nhà. Thì em tưởng là hôm nay không được tiếp xúc với chị nữa, có tiếp xúc với chị thì chị nữ chắc cũng dễ thương đi. Hôm nay thì Dương cũng có làm quà mỏ hôm nay để giờ đi Dương rút nha. Cái em thân giới chị ra nhận cái phần quà của cái này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô cách dịnh dông linh à, cách vị gia chủ ở trong căn nhà này. Thì hôm nay cũng có một cái cơ duyên em quay trở lại đây để mà tìm cái chị gái ở trong căn nhà này. Thì cũng không có gì hơn, thì hôm nay em có mang thêm một ít nước, một ít bánh với lại một ít giấy tiền nhận bạc cùng với đó là đèn cầy và đèn nhang. Thì hôm nay đến đây thì cũng xin phép có pha nén hương để mà dâng những cái phần lễ hôm nay đem đến cho chị gái ở trong nhà này. Cũng cầu mong sao cho chị dùng được những cái phần quà của em hôm nay nó sẽ được ấm lòng hơn, tại vì chị cũng ở đây cũng khá là lâu rồi, cũng khá là đói khát rồi cả. Rồi mình thì cũng hy vọng là chị nhận được những cái món lễ này
giấy tiền bằng vàng bạc luôn cả nhà. Mới giấy tiền bạc cũng không có nhiều, cũng có chút công thành đó. Thì em cũng đốt mình gửi cho chị nè, các vị phán quan đó, các vị đầu câu mặt ngựa gì đó, cũng vui lòng cho chị lên nhận những cái lễ mà con mang tới đây. Cô rất lòng nhiều, cũng hy vọng là chị được ấm lòng. Sau bao nhiêu ngày ở đây thì chắc cũng đói khát, cũng khổ sở lắm. Thì cũng không ai đến đây cũng giếng gì đó. Thì cơ duyên, tại nói chung là cơ duyên gì đó, chị em mình thì cũng có cơ duyên. Này thì em cũng có ít cái tiền bánh trái, bánh nước rồi, về dùng. Cái tiền vàng bạc đó, nhận đó có sử dụng thì sử dụng. Đốt tranh thủ đốt cháy hết ba cái này nha. Lê Trung lùi ra khỏi cái bàn để thức á. Chị nó ra nhận. Mình đứng đây hoài là chị cũng ra nhận đó cái này. Cái dễ dàng hơi nhiều cho nên là cháy hơi chậm cái này. Cái vàng nhiều quá cái nó cháy nó yếu thôi. Vùng lại nó không cháy. Cái vàng này mình phải đốt thì cháy hết mới được nha. Cháy hết thì chị mới nhận được, chứ mình đốt nữa cháy nữa kiểu như dạng tiền rách của mình nha, chị không có nhận được, không có sử dụng được. Nên là mình cố gắng đốt cũng cháy hết. Bây giờ cũng quên cái nhà chưa có xé bánh ra cho tiện. Rồi để em xé cái bánh ra để chị dùng cũng dễ. Đúng là mình cúng mình phải xé ra thì người ta mới ăn được. Tiền vàng bạc thì cũng đã đốt xong rồi cả nhà. Bây giờ Lê Trung sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mình đặt cái máy nha cả nhà. Đặt cái máy để mình ghi lại những cái hình ảnh cho nó. Của chị ra nhận đó cả nhà. Chắc Lê Trung sẽ đặt đến đây. Đó, đây cũng khá là góc này cũng khá tốt cả nhà. Rồi bây giờ thì Lê Trung sẽ rời khỏi cái bàn cái thức nha cả nhà. Lê Trung sẽ rời khỏi căn nhà này để đặt cái máy một hồi đi. Rồi Lê Trung sẽ quay trở lại.
Cái nhà thì nó đặt cái miếng đất cũng khá là lâu rồi đó nha. Thì trước mắt nói chung ở đây thì hiện tại chúng cũng thấy có cái dấu hiệu sử dụng cái phần lễ mà hôm nay nói chung là đem sang cả nhà để lên chung quay cả nhà mình xem. Đó. Thì có dấu hiệu sử dụng qua nè cả nhà. Bánh trái thì đây cũng sử dụng qua hết rồi. Thì khi mà mình đặt một cái bàn nghi thức mà thấy cái người mà mình muốn gửi đến đó, sử dụng những cái lễ mà mình đem đến đó, thì thật sự là cái cảm giác của Lê Trung hiện tại bây giờ rất là vui cả nhà. Rất là vui. Thì em cũng mong sao những cái phần lễ mọn của em hôm nay mang đến đây cho chị sẽ giúp đỡ cho chị được ấm lòng hơn, cũng như là giúp cho chị được no đủ hơn. Thì bây giờ chắc có lẽ là em sẽ thu dọn cái bàn nghi thức cả nhà ơi. Thì hiện tại thì em cũng thấy trời nó đang chuyển mưa rồi. Thôi bây giờ chị cũng đã dùng xong rồi, chắc có lẽ là xong rồi cả nhà, tại vì mình đặt cũng khá là lâu rồi, thì nhang nó cũng đã gần tàn hết rồi cả nhà. Thôi bây giờ để lại chung gom mấy cái vật dụng này cho lại cả nhà. Nước nôi đó, bánh trái rồi em cũng để lại đây cho chị luôn. Thì để lại ngay cái bàn này đó, chị có cần nữa thì chị ra chị nhận. Rồi, thì bữa nay thì cũng khá là vui cả nhà, tại cái lễ mình đem đến thì cũng đã được được đón nhận cả nhà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để như vậy luôn cả nhà ha. Lê Dung thì sẽ tắt hai cái đèn cày nha cả nhà, để nhiều khi mình không tắt đèn cày thì sẽ có gió đâu này kia sẽ gây quả quạng cả nhà. Còn nhang thì mình vẫn để vậy cho chị luôn, để mình để Lê Trung đi vòng vòng coi xem coi có gặp chị không, để hỏi thăm chị một vài điều coi cả nhà. Chứ trước mắt thì hiện tại thì ở đây thì Lê Trung không thấy rồi, để mình đi vòng vòng coi. Xung quanh nhà thì cây to rất là dữ. Đây ở phía sau này cả nhà, để mình ra thẳng phía sau luôn để xem chị có ngoài này không nha. Chắc chị dùng xong rồi chị chắc chị cũng nghỉ ngơi luôn rồi cả nhà ơi. Thì thật sự thì không phải Lê Trung nói cái vấn đề gì, thì khi mà thấy chị nhận được, thấy có dấu hiệu nhận những cái món lễ mà Lê Trung mang đến cho chị thì Lê Trung cảm thấy rất là vui cả nhà. Thật sự là như vậy, khi mà mình làm được một cái điều thiện cảm thấy rất là vui, rất là khoan khoái trong mình. Chắc chị không có ở đây rồi cả nhà ơi. Thôi giờ chị cũng đã chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi cả nhà. Thôi bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc cái video luôn, để còn đi về nữa cả nhà ơi. Giờ trời chuyển mưa khá là nhiều rồi, trời, em thấy sẹt sẹt dữ lắm rồi. Thôi xin kính chào cả nhà nha, và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những cái video tiếp theo nha.